Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay mưa lớn vẫn là những thông tin đáng chú ý không chỉ tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mà cả khu vực Trung Bộ cũng sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa lớn. Do tác động của rãnh thấp gây mưa nên hôm nay vùng mưa vừa mưa to sẽ mở rộng từ Bắc Bộ qua Bắc Trung Bộ xuống tới khu vực Quảng Bình. Trong đó vùng tâm mưa lớn sẽ là khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Dự báo từ ngày 4 tháng 8, mưa lớn ở miền Bắc mới có xu hướng giảm dần. Mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lũ quét hay là sạt lở đất đá nên người dân cần chú ý đề phòng. Về nền nhiệt, mưa chủ yếu vào chiều tối còn ban ngày ở Bắc Bộ trời vẫn có những khoảng nắng gián đoạn. Thậm chí khu vực Trung Du và Đồng Bằng vào trưa chiều thì còn oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 31 đến 33 độ. Từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế và vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ là 32 cho đến 35 độ. Lui về phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, vì thế mưa lớn ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục diễn ra. Vùng mưa dông mạnh tập trung chính ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền đông của Nam Bộ với lượng mưa là từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 120mm. Thời tiết ở các khu vực này khá mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày tại vùng núi cao Tây Nguyên phổ biến là từ 26 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 29 tới 33 độ. Trên biển, thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều có mưa dông và gió mạnh khiến tầm nhìn giảm thấp, đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.